Hello, xin chào tất cả các bạn Các em ơi, quay trở lại cùng với Phát trực tiếp Với chị Ngày hôm nay Nếu như mà bạn nào đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá <laughs> Thực sự là như thế nào nhỉ? Thực sự là Fanpage ở thời điểm hiện tại đang cực kỳ khủng hoảng Các bạn ơi, nếu như mà các em lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Các bạn ơi Nếu như mà các em lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá đã có bạn nào đăng ký thành công khóa học free chưa? Ờ, xin chào các em, xin chào các bạn 400 bạn, xin chào 400 bạn đang xem phần phát trực tiếp cùng với chị ừ. Xin chào các em Trời ơi, hôm nay tăng nhanh kinh khủng, bây giờ đã 600 bạn xem rồi <laughs> Rồi các bạn ơi, các em đã lên chưa? Đợi mọi người 2 phút nhá. Rồi chị sẽ có một số những cái muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Sao thế? Chị đang rất là muốn lắng nghe các em đây. Chị thấy là kiểu các bạn bây giờ kiểu tâm trạng đang cực kỳ là hồi hộp lo âu ấy. Ok, xin chào Cẩm Tú, xin chào em. Xin chào em. Rồi các bạn ơi hiện tại đã có 820 bạn rồi Ok xin chào các em Đợi 1.000 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhé Các em đã đăng ký thành công chưa Các em đã đăng ký thành công khóa học chưa Ôi thế à Chưa đăng ký thành công à Khi nào mà các bạn được admin rep sau đó gửi cho các bạn một cái đường link và các bạn được duyệt vào trong group thì lúc đó là các bạn đã chắc chắn có một chỗ ở trong lớp học miễn phí cùng với chị rồi. Đó. Rồi các bạn ơi, các em các em đã đã đăng ký thành công chưa? Các bạn đã đăng ký thành công chưa? Ôi, các em bình tĩnh nhá, các bạn bình tĩnh nhá. <laughs> và ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị sẽ chốt luôn chắc chắn cho 10 bạn. Được không ạ? À? Chị sẽ chốt luôn chắc chắn cho 10 bạn. 10 bạn nào mà tương tác với chị tốt nhất ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì sẽ được đặc quyền để đi vào trong cái lớp miễn phí đó. Đó, thế nên là một lát nữa bạn nào mà mà tương tác nhiều nhất là chị sẽ đọc tên ở đây luôn này được không nào và bạn đó thì một lát nữa chỉ cần nhắn tin về cho fanpage là chị ơi em được đặt cách vào lớp thì chắc chắn là các bạn sẽ được vào được vào trong cái lớp học khóa học miễn phí của chúng ta luôn chị biết là hôm nay thì bạn nào cũng nhanh cả chị biết là hôm nay thì bạn nào cũng nhanh cả rồi nhá để xem là một lát nữa chị sẽ có một số những cái câu hỏi liên quan tới văn học và chúng ta sẽ dựa vào những cái câu hỏi đó để chúng ta chắc chắn có một cái đặc quyền được vào lớp cùng với chị được không nào nhá yên tâm cứ bình tĩnh trời ơi yên tâm là admin sẽ rep hết các bạn không phải lo lắng gì cả tại sao mà ngày hôm nay thì uh, chị lại uh, phát trực tiếp như thế này uh, chị nhắc lại nhá là 10 bạn sẽ có cái đặc quyền đó là chính thức được vào lớp luôn và hãy nhớ là Mặc dù đây là lớp miễn phí nhưng mà team học văn chị Hiên vẫn chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, vẫn làm hết sức cẩn thận mọi tài liệu mọi thứ để chuẩn bị sẵn sàng cho các em. Chỉ cần là các bạn sẵn sàng vào học với một cái tâm thế là em nhất định phải được 8 văn và em cực kỳ mong muốn được 8 văn thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất của chị. Và chỉ cần là gì? Chỉ cần là các bạn quyết tâm như vậy thôi thì chị sẽ cùng với các bạn cố gắng để các bạn đạt được cái số điểm mà các bạn mong muốn. Chị hy vọng là 500 bạn chị mong là 500 bạn ngày hôm nay khi mà được vào lớp miễn phí của chị thì các bạn ấy sẽ được cái số điểm mà các em mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau săn 8 cộng ở trong cái thời điểm này được không ạ nhá các bạn ơi uh, sẽ có 10 bạn được chị chốt trực tiếp ngày hôm nay trước tiên thì uh, sẽ chia sẻ một chút vì chị rất là cảm ơn các bạn thực sự là như vậy từ hôm qua đến giờ khi mà có thông tin là học văn chị hiên mở một lớp miễn phí thì bản thân chị cảm thấy là các em hưởng ứng điều này cực kỳ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Chị không biết là tại sao mà mà các bạn lại mong chờ đến như vậy, thực sự luôn đấy. Chị không biết là tại sao các bạn lại mong chờ đến như vậy. Có những bạn còn nhắn tin cho chị và nói với chị rằng là "Chị ơi, em đợi chị từ đêm hôm qua đến giờ, em đợi chị từ sáng hôm qua đến giờ và thực sự là em kiểu cứ mỗi lúc mà em chuẩn bị em đi ngủ ấy, em lại sợ là là nhỡ đâu có link đăng ký và em bị muộn thì sao?" Đấy Em bị muộn thì sao Thế nên là thật sự là bản thân chị nhá Đến sáng ngày hôm nay chị cảm chị chị thức dậy Và chị cảm thấy rất là ái náy với các bạn Chị chia sẻ thật, thật sự là như vậy Bởi vì ngày hôm qua chị đã nói với các bạn admin Là nếu như mà không đăng được bài vào buổi sáng sớm ngày hôm nay Thì phải có một cái bài Để có thể nói cho các bạn ấy làm bao nhiêu mấy giờ Thì đăng ký, thì có điện link đăng ký và đến sáng ngày hôm nay lúc mà chị chị đã hẹn 5 giờ để xem là có bài hay không nhưng mà cuối cùng lại không thấy có bài và ngay lập tức đã phải có một cái bài đăng là hẹn với các em là trưa hôm nay chúng ta sẽ đăng ký để các bạn không phải không kiểu bị cảm giác ngóng đợi ấy. Đó, thế nên là điều đầu tiên sẽ là một cái lời xin lỗi của chị của team học văn chị Hiên bởi vì đã khiến cho các bạn từ hôm qua đến giờ các bạn trong một cái tâm kỳ là lo lắng ấy. Các em lo lắng, các em mong ngóng ấy, chị nghĩ là như thế. Nên là sẽ có những cái sẽ có những cái đặc quyền dành cho các bạn khi mà các bạn đã đăng ký thành công lớp học miễn phí này yên tâm nhá yên tâm một điều là chị sẽ hết sức hết lòng chứ không phải là vì là chị một cái lớp học miễn phí mà mà chị nghĩ là là sẽ dạy một cách gọi là không không chăm chút cho các bạn đâu nói chung là lúc nào cũng như vậy tim học văn chị hiên bao giờ cũng dùng cái sự tận tâm của mình thực sự là như thế dùng cái sự tận tâm của mình để đem đến cho các bạn Thế nên rất 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 là cảm ơn các em bởi vì cái sự kỳ vọng của các bạn dành cho chị và cái tình cảm của các bạn dành cho chị thực sự luôn đấy Chị không thể tưởng tượng được là chỉ trong vòng có 39 giây thì phải Mà đã có hơn 1.000 lượt thích và hơn 1.000 lượt chia sẻ và tăng liên tục qua từng giây luôn Thì bản thân chị cảm thấy rằng là không phải là ai cũng cũng có được một cái sự thành công như vậy Và trước tiên Uh, dành một cái sự tự hào nho nhỏ cho team chị Hiên vì đã cố gắng trong khoảng thời gian rất là dài vừa qua để đồng hành cùng với các em. Được không ạ? À? Ngày hôm nay chia sẻ cùng với các bạn như thế này và chị đã nói rồi sẽ có 10 bạn ngày hôm nay chị chốt trực tiếp. Chị uh, công bố trực tiếp ở trên. Ở trên uh, cái phần livestream này. Được không nào? Chị sẽ công bố trực tiếp ở cái phần livestream này 10 bạn được vào. Và bây giờ thì sẽ là một cái câu hỏi dành cho các bạn nếu như mà các bạn trả lời khiến cho chị cảm thấy có thiện cảm và thiện trí nhất với câu hỏi này Thì chị sẽ đọc tên luôn 10 bạn nhá Được không nào? Chị sẽ đọc tên luôn 10 bạn uhm, Đọc tên luôn 10 bạn sẽ chính thức được vào lớp cùng với chị luôn Và một lát nữa chỉ cần nhắn tin về cho admin là Em đã được chính thức duyệt vào ở trong Và và cáp lại cái mang hình tư là chị sẽ ghi tên ra đây luôn Ok chưa nào? Nhá, các em cứ bình tĩnh Bởi vì thực sự là bây giờ là là admin đang kiểu rất là run sợ luôn ấy Thực sự là như vậy bởi vì không không thể tưởng tượng được Các em phải hiểu cái cảm xúc của chị hay là cảm xúc của bất cứ một admin nào ở trong team học văn chị Hiên ở thời điểm hiện tại bây giờ là Thực sự là không thể tưởng tượng được là tại sao mà các bạn lại lại dành cái sự quan tâm đặc biệt như vậy cho học văn chị Hiên và cụ thể là với một cái khóa học này à, Chị nghĩ là team chị Hiên sẽ cố gắng cho đi nhiều nhất, được không nào? Và đây, bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho các bạn được không ạ? Tại sao các em lại mong muốn được tham gia vào khóa học này? Câu hỏi rất đơn giản thôi ạ. Tại sao các em lại mong muốn được tham gia vào khóa học này? Chị sẽ lựa ra 10 bạn nhé và chị sẽ ghi tên của các bạn ấy ở đây luôn. 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Được không nào? chị sẽ lựa ra 10 bạn ở đây luôn. Và các bạn cứ trả lời đi ạ, à. chị đọc được hết, yên tâm. Chị đọc được hết. Các bạn ơi nào. Tại sao các em lại uh, lại muốn tham gia vào khóa học này bởi vì chị biết là có rất 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 là nhiều những khóa học khác. Cũng miễn phí. Đúng không? Cũng miễn phí luôn. Rất là nhiều khóa học khác cũng miễn phí nhưng mà tại sao các bạn lại lại mong muốn được học cùng với chị à sắp thi rồi <laughs> ok gì nữa không chị sẽ đọc hết yên tâm chị sẽ đọc hết chắc chắn là như thế em mong muốn rồi đây chị sẽ đọc hết chị đang kéo lại để chị đọc hết đây ok chị sẽ chốt cho bạn đầu tiên nhé bạn Diệu Thu. Được không nào? Bởi vì bạn ấy comment nhanh nhất, trước tiên là bạn Diệu Thu. Các em cứ bình tĩnh. Các em cứ bình tĩnh ạ, à, chị sẽ đọc hết. Đây là hên xui thôi nhá. Hên xui hên xui thôi các em ạ. À. Nên là các em nếu như mà mình mà không được lựa chọn thì thì không phải là vì mình không tốt mà là vì mình kém may mắn hơn một chút thôi được không chị sẽ đọc hết đây bây giờ chị đang đọc đây các bạn yên tâm chị đang đọc đây chị đang đọc đây trời ơi hình như là chị đang tự làm khó mình rồi các em ạ có phải là chị đang tự làm khó mình không khi mà bây giờ quá quá là nhiều những cái lý do ở đây như thế này trước tiên là rượu thu rồi nhá ok chị sẽ đọc ở đây ạ rồi bạn tiếp theo là bạn Giang Giang Min Si ạ à? Là bạn thứ hai chính thức ạ à? Bạn thứ hai chính thức Tiếp tục này Bạn tiếp theo là bạn Huỳnh Thu Thủy Huỳnh Thu Thủy nhá với một cái lời chia sẻ như thế này Em không muốn mẹ em thất vọng vì mình Nên em đã đặt niềm tin vào môn văn rất nhiều Và tình cờ năm lớp 11 bạn em giới thiệu chị Em đã rất ấn tượng và muốn được chị cho cơ hội để học Em cảm ơn chị nhiều Động đến cái khía cạnh gọi là gia đình thì chị hay bị nhạy cảm lắm Thật đấy Ok, tiếp theo là bạn nhật anh nguyễn nhật anh nguyễn chị phải thừa nhận là nhật anh là một cái người mà theo học văn chị hiên tức là đồng hành cùng với chị đồng hành cùng với học văn chị hiên cả một cái quãng đường rất 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 là dài luôn và đến thời điểm hiện tại bạn ấy vẫn giữ được một cái sự kiên định của mình và đó cũng là điều mà chị cực kỳ mong muốn rồi tiếp theo nhá tiếp theo ạ à. Đây ạ, à, chị đang Bạn tiếp theo là bạn Lê Nhật Tâm. Lê Nhật Tâm. Còn 6, 5 bạn nữa thôi ạ. À. Các em có mong mỏi không ạ? À? 5 bạn nữa thôi. Rồi, tiếp theo là bạn đây ạ, à, có nick Facebook là Napumi. Được không nào? Đây ạ. À. <laughs> các bạn bình tĩnh cho mình comment. Yên tâm đi. Chị đang đọc hết rồi. Bạn tiếp theo là bạn Thanh Thảo. Với một cái Ava màu vàng rất là xinh. Ava mặc chiếc áo màu vàng rất là xinh luôn. Còn ba bạn nữa thôi các em ơi. Có mình nhiệt tình có mình có mình nhiệt tình lên à? Được không nào? Cân mọi đề thi. Ok. <laughs> Rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhiều quá. Nhiều quá, nhiều quá rồi bạn tiếp theo là bạn vũ yến vi được không nào còn hai bạn nữa thôi ạ à? chỉ còn hai bạn nữa thôi các em liệu các em có muốn là tất cả mọi người đều có cơ hội để được vào trong lớp này không tại vì chị thấy là các bạn ấy đang các em đang thực sự là quá nhiệt với chị đi và các em có có muốn là là tất cả mọi người đều có thể tham gia và tất cơ hội sẽ chia đều cho tất cả mọi người không chị đang muốn tham khảo ý kiến của các bạn nếu như mà các bạn thực sự là là <laughs> chị thực sự là đang muốn hỏi các bạn này đấy nào các bạn ơi sao ạ à? em có thực sự mong muốn điều đấy không chị đang đặt ra câu hỏi cho các bạn đấy <laughs> trời ơi ai cũng nói như thế này thì làm sao mà chị gọi là có thể gọi là dằn lòng mà 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 không cho các bạn cơ hội được chị nói thật đấy các em cứ làm thế này bản thân chị đã là người kiểu rất là kiểu hay dễ bị mủi lòng rồi mà các bạn làm này thì nhưng mà nói chung là cái này thì chị chị không thể quyết định được bởi vì là tất cả mọi thứ chỉ sẵn sàng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cho các bạn uh, cho các bạn 500 bản thôi. Đó. Thế nên là chị cũng mong là là các bạn sẽ thông cảm cho chị điều này, được không ạ? Rồi, chị rất là mong các em sẽ thông cảm cho chị điều này, chị sẽ lựa chọn hai bạn còn lại nhé. Rồi một bạn nam, đó là bạn Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng CP ạ, một bạn nam. Và bạn cuối cùng nhá. Bạn cuối cùng là bạn Lý Hương Huế. Kết thúc cây mà, hết kết thúc 10 bạn nhá. Được không nào? Các bạn ơi, những bạn ngày hôm nay sẽ được duyệt vào lớp. Các em hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật là tốt Một trái tim thật là đẹp Tất cả mọi thứ sẵn sàng, sách giáo khoa này, mọi thứ có thể sưu tầm thêm cuốn săn tắm cộng hoặc là tuyển tập 40 bài văn hay hoặc là chinh phục nghị luận xã hội của chị. Được không nào? Để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nhất để chiến đấu. Và chị mong rằng là khóa học này của chúng mình, các em sẽ nhận được rất rất rất, rất những nhiều những thứ tuyệt vời từ tim học văn và từ bản thân chị dành cho các em được không ạ à? cảm ơn các em rất nhiều vì đã dành tình cảm cho học văn chị hiên và đặc biệt là cho chị nhiều đến như thế chị sẽ không làm các em thất vọng đâu chúng ta sẽ sớm quay trở lại gặp nhau thôi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá đừng buồn quá nhá chỉ là mình chưa đủ may mắn thôi mình không may mắn bằng các bạn thôi chứ mình còn mình không phải là mình không tốt bằng các bạn hay không giỏi bằng các bạn đâu được không nhá còn bây giờ thì hãy chờ phần rep tin nhắn của admin để biết kết quả Các em bình tĩnh đừng khủng bố fanpage học văn chị Hiên nhá Đánh giá tốt cho fanpage học văn chị Hiên giúp cho chị Đánh giá học fanpage học văn chị Hiên giúp cho chị Sau đó thì biết đâu là cơ hội sẽ dành cho tất cả các bạn thì sao Ok không? Nói chung sẽ còn nhiều bất ngờ lắm Nên là các bạn hãy chờ đợi đừng bao giờ từ bỏ hy vọng của chính mình nhá Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye